Chào bạn, để tiếp tục với series về thiết kế, kỹ thuật trình bày nội dung trong web. Thì chúng ta sang bài số 3 nhé. Bài số 3 thì chúng ta sẽ thực hiện sử dụng cái typography trong thiết kế. Rồi, ok. Chúng ta sẽ typography. Chúng ta sẽ sử dụng để bài số 1 đúng không? Thiết kế website. Thiết kế website. Sử dụng typography là 3.1. Thế thì chúng ta xem qua cái phần tài nguyên của nó. Đây, tài nguyên đây. Chỗ này rồi. Đây. Các bạn sẽ thấy cái bài chúng ta cần ấy chính là cái hình ảnh như thế này, đúng không? Đấy. Như vậy ta thiết kế cái hình ảnh như thế này nhé. Thế thì bạn mở cái Visual Studio Code ra. File, Open. Mở lại đi. Các bạn chọn lại cái phần 53 này, 3.1 này. Thì ở đây các bạn cũng phải làm một cái động tác nữa là ta phải tạo một cái file HTML và CSS đúng không? Còn file, new file. Cũng cần chỗ net. lab31.html. Rồi, chúng ta gõ như thế này. Đầu tiên ta sẽ có này, HTML. Ok. Ta sẽ có liên kết này, đúng không? Ví dụ như là ta có style.css. Thế thì mình sẽ phải tạo một cái file đây. File new file đúng không? Cho nét gọi là style. Rồi. Đầu tiên các bạn là nhìn cái hình ảnh trước đã. À, typography, typo là graphic này. Typography, nhớ nhớ rồi, ta sẽ ghi này. Đầu tiên trong phần body đúng không? Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt là section. Trong section ta có ID bằng body chẳng hạn. Đó. Rồi trong section ta sẽ chứa các cái article. Article này, ID bằng content. Đúng không? Và trong cái phần này sẽ có ba ba cái phần là type, ba cái phần
typography, bốn dòng đúng không? Rồi, ta sẽ có này. H1 đúng không? Là typography. Rồi, nhỏ hơn một chút. H2 là typo. Đúng không? H3 là hình như graphic. Và cuối cùng ta có một cái H4 là typo. Rồi, ok. Đây là xong cái phần HTML bên CSS đúng không? Ta sẽ định dạng cho nó giống như thế này. Bây giờ các bạn mở cái này lên. Chưa có gì đúng không? Bây giờ phần CSS ta sẽ phải gõ. Đầu tiên này, ta tất cả này đúng không? Margin không, padding không, rồi body chúng ta sẽ có padding, có padding đúng không? Rộng một chút, padding nhựa 20. Body này phải đến phần body rồi, đến thẻ body, cái section, cái section tên là body, thì chúng ta sẽ có background. Background color bạn lấy đại một cái màu đi. Rồi, ok. Đấy. Background color. Padding. Padding. Width này đi. Cho nó tầm độ ok. Đấy. Rồi còn nữa đúng không? Thế còn margin thì sao? Auto cho bóng đổ cho một cái màu nào đấy đúng không? Đấy, đấy rồi nó sẽ rồi phần body là như vậy đúng không? Đến phần content này. Phần content nó Ctrl C. Width là 400. Border 1px chẳng hạn. Solid Black.
Bắt cửa nào đi. Màu trắng. Mergin. Auto. Pending. Đúng như cái phần này chưa? Vẫn còn xấu đúng không? Thì nghĩa tiếp. Bây giờ H1 này. Phòng family. Rồi. Không sai. Đây là H1. H2 này. Tương tự đúng không? Phong family. Ta cũng lấy đúng đó đúng không? Xong phong size text align. Gì nữa nhỉ? Bây giờ ta có đấy. Font style cho nó chữ in nghiêng đúng không? Font style của cái H2 thì ta sẽ cho chữ in đầu tiên mới là chữ in nghiêng đúng không? Phong style này, chữ nghiêng, italic, phong width, normal, còn phong style đây của thằng H2 thì nó không cần. Transform ta ghi là upper case margin top rồi rồi width normal rồi ok đến H3 các bạn cứ định nghĩa dần dần nó sẽ đẹp dần đúng không? H3 phone family cái này đi. Phòng sai cho to hơn. Text align center. Text transform cũng là uppercase đúng không? Phòng web normal và margin gì 100 cây rồi
Xem. Đấy. Ok, còn cái cuối cùng đúng không? H4. Phone family. Phải thứ ba đi. Phone size nhỏ hơn đúng không? Cho độ 25. Tương tự text align. Center. Phone width normal. Đấy, sẽ ra đây. Ok. Như vậy ta xong bài tập số 1 nhé.